Thưa quý vị, vừa rồi là những hình ảnh mà chắc chắn bất cứ ai khi nhìn thấy cũng không khỏi xót xa, không khỏi nhói lòng. 7 người gồm 2 vợ chồng cùng 5 con nhỏ gồng gánh nhau trên một chiếc xe máy, ngược xuôi trên những cung đường đèo uốn lượn và vô cùng nguy hiểm ở vùng núi phía Bắc, đi khắp các tỉnh thành để tìm việc làm giữa tiết trời giá buốt. Vâng, đó là câu chuyện về gia đình anh Sùng Pó Tủa ở bản Suối Voi, xã Leng Su Xìn, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên. Câu chuyện về gia đình anh Tủa, 7 người đi trên một chiếc xe máy đang được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội những ngày gần đây. Hình ảnh cả gia đình làm lũ mệt mỏi vì hành trình hàng trăm km dưới thời tiết lạnh giá khiến nhiều người phải thốt lên rằng: "Trời ạ, khổ thân các con quá. Rét mướt này thương quá, khổ thân các con." Hay: "Thương các con của anh chị quá, chúc vợ chồng anh chị sớm tìm được việc làm." Đó là một trong hàng trăm bình luận để lại dưới những bài viết chia sẻ về câu chuyện của gia đình anh Tủa. Trước đó, một bài đăng trên mạng xã hội Facebook đã chia sẻ lại nội dung câu chuyện. Tôi xin được trích dẫn một phần nội dung bài viết như sau. Vợ chồng em đi từ Hà Nội đến Bản Thí, tỉnh Lạng Sơn, gặp anh chị này cùng 5 con nhỏ nữa đi xe máy. Trời thì mưa phùn, gió rét, các con mặc không đủ ấm. Hỏi chuyện thì anh chị bảo đi từ Điện Biên xuống đây rồi đi lên cửa khẩu Tân Thành, tỉnh Lạng Sơn xem có ai thuê bốc hàng thì làm, không thì lại đi Cao Bằng tìm việc. Theo tìm hiểu, người chở vợ cùng 5 con trong câu chuyện kể trên là anh Sùng Pó Tủa, 39 tuổi, vợ là chị Phàng Thị Xanh, 30 tuổi, cùng 5 người con từ 3 tuổi đến 10 tuổi, trú tại bản Suối Voi, xã Leng Su Xìn, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên. Sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn, anh Tủa quyết gồng gánh cả gia đình đến cửa khẩu Tân Thành, tỉnh Lạng Sơn tìm việc làm bốc vác. Quãng đường từ quê nhà đến đây hơn 600 km, song kinh tế eo hẹp, không còn cách nào khác, nên anh đành chở cả gia đình trên chiếc xe máy cũ kỹ đi tìm sinh kế. Để chở hết các thành viên trong gia đình, người cha ấy phải lắp giá đỡ hai bên hông xe, đặt con ngồi lọt thỏm trong chiếc rổ nhựa, gương mặt mỗi đứa trẻ đều tái đi vì lạnh. Xót xa hơn là đôi bàn chân bé nhỏ không tất không dày. Anh Tủa từng làm bốc vác tại cửa khẩu Tân Thanh nhờ sự giới thiệu của người quen. Khi ấy vợ anh là chị Phàng Thị Xanh ở quê nhà làm nương rẫy và trông nom 5 đứa con. Vì cũng muốn vợ xuống đi làm thuê cùng mình, song ở quê nhà không còn ai trông nom các con và nhà cửa. Vì lẽ đó mà lần đầu tiên anh đã mang theo cả gia đình trong hành trình gian nan chờ sẵn phía trước. Anh dự định đến cửa khẩu tìm việc làm, sau đó sẽ thuê một phòng trọ nhỏ cho các con ở, còn vợ chồng anh hàng ngày đi làm thêm kiếm thu nhập. Thế nhưng may mắn chưa mỉm cười với gia đình. Khi đến cửa khẩu Tân Thanh lại không có việc làm như mong muốn, anh tiếp tục hành trình mang theo cả gia đình đến tỉnh Cao Bằng với hy vọng có người thuê mình làm việc. Chia sẻ với VTC, chị Vương Lệ Xuân cũng là chủ nhân của bài viết cho biết, khi gặp gia đình anh Tủa cùng vợ con trên đường, chị đã không khỏi xót xa. Cũng là người mẹ của hai con, nhìn những em nhỏ đang ngồi trong giá đỡ giữa tiết trời lạnh giá cũng là lý do thôi thúc chị phải giúp đỡ gia đình này. Thế là lúc anh chị đỗ lại rồi xong là mới bắt đầu là vợ chồng em mới nhìn thấy là còn có một bé ở bên giỏ phía tay phải của mẹ ngồi ấy. Rồi tí lại một bé ở ngồi đằng trước bố, xong lúc đấy là có chùm áo mưa lên xong mới ngó đầu ra em. Xong rồi tất cả các bé đều là không đội mũ, lúc đấy là không đội mũ gì cả, ai cũng có cái áo có mũ đằng sau nhưng mà cũng không đội lên ấy. Xong rồi tí nữa nói chuyện với anh chồng anh Tủa ấy, thì anh mới nói là còn có một bé ở phía bên tay trái của mẹ là ngồi bên giỏ bên đấy, nó là em mới ngó sang là lúc đó là thật sự là tổng 5 đứa trẻ con nhìn thấy rất là thương, xong rồi tội nghiệp ấy. Thì là kiểu lúc mà đi về em vẫn còn cảm thấy là kiểu chưa yên lòng ấy, thế nên là em mới quyết định là đăng lên để có gì là được mọi người cùng nhau chia sẻ, xong rồi nếu mà được càng nhiều người biết đến thì sẽ ra có thể là gia đình anh chị đấy sẽ được giúp đỡ nhiều hơn, thì em cũng lúc đó em cũng chỉ nghĩ là như thế thôi. Trong hành trình ròng rã trên những nẻo đường, gia đình anh Tủa ăn uống đạm bạc, có khi chỉ là nắm mì tôm sống, nhiều đêm cả gia đình đã phải trú ngụ ở bến xe gầm cầu để lấy sức cho những chặng đường tiếp theo. Sau khi câu chuyện của anh Tủa được chia sẻ, một số mạnh thường quân, câu lạc bộ thiện nguyện tại địa phương đã hỗ trợ đưa họ vào trung tâm Hy vọng ở huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn. Anh Phạm Ngọc Toàn, 42 tuổi ở thị trấn Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn là một trong những thành viên của đoàn thiện nguyện cho biết. Anh tình cờ xem được đoạn video, cảm thấy xót xa cho những cháu nhỏ nên lập tức quyết định liên hệ để trợ giúp. Nhưng liên lạc với số điện thoại của người chồng không được.
Anh đành đăng bài lên mạng, kêu gọi mọi người cung cấp thông tin nếu gặp họ. Chúng tôi cũng đã liên hệ với anh Phạm Ngọc Toàn để lắng nghe anh chia sẻ về câu chuyện của gia đình anh Tủa. Mời quý vị cùng theo dõi. Trong quá trình thuyết phục để đưa anh Tủa về trung tâm hy vọng thì rất chi là khó khăn, vì bản thân là họ là người dân tộc, họ không nghe ai, không tin ai mấy, chỉ tin đúng đồng chí công an xã. Thế là chúng tôi phải liên hệ để xin được số chú công an, trưởng công an xã đó để nhờ đồng chí thuyết phục, động viên hai gia đình về trung tâm hy vọng để cho trẻ được có một môi trường tốt hơn. Trên đường đi thì quá trình đường đi đường dài 250 cây số thì đường thì quanh co, trẻ con thì nó bị say xe, vợ cũng say xe, thì chúng tôi cũng phải dừng nghỉ tại một số điểm. Thì sau khi đến trung tâm hy vọng thì gia đình anh Tủa đang được chú chắt cho ăn ngủ nghỉ ở tại một phòng. Hiện tại thì các cháu đang vui chơi rất là thích. Mình cũng chưa biết nói tiếng dân tộc thì cũng thấy anh Tủa bảo là các con thích, không muốn về rồi. Còn vợ chồng anh Tủa thì cũng đang ổn định về tâm lý. Mình cũng đang cố gắng động viên thuyết phục để anh có một cái công việc nó ổn định, sau này có cái khoản tiền giả nợ, tiền mua nhà 50 triệu. Qua đây cũng rất mong các mạnh thường quân quyên góp ủng hộ gia đình năm cháu cũng như trung tâm hy vọng những lúc Lạng Sơn. Được biết khi thấy người đàn ông lạ đề nghị đón gia đình về trung tâm bảo trợ xã hội, anh Sùng Bó Tủa ban đầu đã từ chối bởi không tin. Anh Tủa cho biết anh chỉ nghe lời của trưởng công an xã ở nhà. Biết đoàn từ thiện xã Hữu Lũng muốn đưa gia đình anh Tủa về trung tâm bảo trợ để trẻ em được đến trường, tìm việc cho hai vợ chồng, ông Cà Văn Phương, trưởng công an xã Leng Su Xin, nơi gia đình anh Tủa sinh sống, đã thuyết phục và nhận được sự đồng ý từ gia đình anh Tủa. Sáng 1 tháng 3 vừa qua, cả gia đình anh Tủa cùng toàn bộ đồ đạc xe máy được chất lên ô tô về lại Lạng Sơn. Chúng tôi cũng đã liên hệ với ông Cà Văn Phương để xác nhận về hoàn cảnh của gia đình anh Sùng Bó Tủa. Gia đình này nó không có đất, không có cái gì cả, thế nên không thể đăng ký cư trú được cho công dân được. Sau đó gia đình này đi lang thang, đi không có chỗ ở, nó không có chỗ nào khả năng mua đất gì. Năm 2022 mới trở về địa phương. Thì chúng tôi cũng công an xã thì cũng tích cực tham mưu đề xuất quyết liệt cho cấp ủy chính quyền xã để làm thủ tục đăng ký cư trú cho công dân có chỗ ở pháp ấy. Sau khi mà ấy thì gia đình cũng mua được một cái nhà, người ta thì cũng phải nói thật sự là người ta cũng 30 mấy tuổi đầu rồi, thì lần đầu tiên có cảm giác là mua một căn nhà mà nó bằng mồ hôi sức nước mắt của mình ấy. Tuy nhiên thì còn thiếu người ta khoảng 7, khoảng 50 triệu nữa. Thì con thì đông thì không thể ở địa phương thì kiếm cũng chỉ đủ ăn thôi. Thì cháu thì chưa được đi học cho nên là gia đình mới đưa cùng gánh nhau đi. Tổng là có 7 người, 6 đứa con, một đứa thì cũng lập gia đình rồi. Đang ở với bố mẹ vợ ở quê, thì thực sự gia đình này cũng đáng quan tâm thôi, hỗ trợ mà được các nhà hảo tâm hỗ trợ gia đình để gia đình có một cái nhà, có nghĩa là tiền đủ tiền mua nhà ổn định cuộc sống thì gia đình cũng chấp hành tốt. Vâng, thưa quý vị, ông Nguyễn Trung Chắt, giám đốc trung tâm hy vọng cho biết đơn vị đã làm các thủ tục tiếp nhận hỗ trợ gia đình anh Tủa. Sau khi trình với chính quyền xã Hữu Lũng và xác minh nhân thân từ công an nơi thường trú, giám đốc trung tâm này cho biết toàn bộ việc chăm sóc, cung cấp chỗ ăn, ở và đi học cho 5 chị em sẽ do đơn vị lo liệu. Vài ngày tới, ông sẽ đề nghị anh Tủa về địa phương làm giấy khai sinh, đặt tên cho 5 con để hoàn tất thủ tục đi học. Đơn vị và các tổ chức thiện nguyện sẽ hỗ trợ tìm việc để hai vợ chồng đi làm. Giữa ngày mưa lạnh miền Bắc, những nghĩa cử của lòng người khiến chúng ta ấm lòng phải không, thưa quý vị? Và đó cũng là câu chuyện ngày hôm nay chúng tôi muốn gửi tới quý vị. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.